Chỉ có chiến này là cái người hiền, người tu mới còn thôi. Tại vì mà lọc lừa sang sảy mà chạy đường nào mà cái cơ tận diệt của cơ trời đó định nữa. Chứ phải ở dưới này định mình không nói. Nhưng mà đây là cái ông tối thượng, ông định, đã định cái tuần hát này rồi. Vì cái màn cuối, cái màn ba, cái đời mạt pháp này đó, nội cái giống không mà nó còn lộn rồi. Thấy không? Cái giống lạc hồng thượng cổ mà cái giống này nó lạc, nó lộn rồi. Anh muốn mất cái giống luôn á. Nhưng mà chẳng qua lòng từ bi của Phật, của Thầy đã lãnh sứ mạng trời thị hiện xuống đây để dạy lại. Nha. Dạy lại cho những đứa con biết làm hiền, biết lo tu, biết ăn năn, biết thức tỉnh. Cái chiến tranh mà nó bùng lên cái chiến này đó là thôi đừng có nói, nó nội như bây giờ hai nước thằng Israel gì đó giờ đang đánh nhau, nó phóng tên lửa lên cũng như pháo bông vậy đó, rồi hỏi đường nào mà mình trốn đâu, mình chạy đường nào cho khỏi đây. Vì vậy mà hôm nay nói là nói về ở Trung Đông nha, chưa rồi bắt đầu nó trở vô cái châu Á nha, nó trở về châu Á, chạy đường nào như Đức Thầy đã khẳng định rồi. Trời xây châu Á bốn khoảng hết Âu là tới Á à. Mà tới Á, Biển Đông nó bùng lên một cái rồi xong ngoài Biển Đông rồi bắt đầu vô tới cái vùng thất sơn màu nhiệm à. Kiều Bá Thánh làm sao? Nhưng mà trong cái chu kỳ năm 45 đó là chẳng qua đó là nó chưa tới đúng cái năm mèo xác thực không là vì sao? Tại vì cái cuối cái năm mèo mà Thầy nói cái mệnh đề này nó tới Thân Dậu á. Canh phía gà gáy máu đào mới ngưng như vậy là tới nửa năm Dậu này là bắt đầu mà chiến nó mới ngưng máu đào là ngưng chiến tranh. Rồi tới nữa Thầy nói là tức hợi nhị niên giai tiền định hoàng lai tượng cổ mới bình niên. Thì vừa qua rồi á, thì coi như vừa năm Dần bắt đầu tới năm Mẹo này thì Đức Phật Thầy Ngài đã tiên tri rồi. Ngài nói á, khẳng định luôn á, năm Mẹo tháng Mẹo chưa buồn mà năm Mẹo tháng Hợi lỵ tuôn dầm về. Như vậy là cái tháng mà Hợi là cái tháng Mừ. Sắp tới đây là cái tháng 10 này nó lỵ là chết. Thành tựu nó khởi đầu nó coi như là cái tháng 10 thì nó còn 2 tháng nữa là bước qua là thành tỷ rồi. Mà thành tỷ là nó bắt đầu là chiến tranh bùng nổ. Không chạy đường nào cho khỏi lời tiên tri của Đức Trần Trình thì nói đây là xác thực rồi. Thành thử Tư Hoàng muốn xin chia sẻ với cô bác huynh đệ trong nước ngoài nước gán trong cái chu kỳ này chúng ta gán làm sao trở lại cái người hiền. Hoặc là làm sao mình để thức tỉnh, ăn năn hoài đầu, hướng thiện để sau này tới ngày giờ đó. Có nghĩa là chiến tranh nó bùng lên chỉ có Phật, có Thầy cứu mình. Chứ ngoài ra không ai cứu mình được. Mà cô bác huynh đệ mà muốn như vậy đó để cái thứ nhất của mình được cứu độ để dự hội Long Hoa. Cái chiến tranh mà nó bùng để tam thế chiến, chiến này là coi như là khắp thế giới cửa nhà tan nát á. Cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu á. Mấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu nay tận diệt lập đời trở lại. Đây là cái cơ trời định rồi. Thành thử không thể nào mà nói không có được đâu cô bác huynh đệ ơi. Vì vậy hôm nay nhân cái duyên cái dịp này thì Tứ Hoàng xin chia sẻ cho cô bác huynh đệ trong nước ngoài nước cũng vậy. Cô bác huynh đệ nào chưa tu là chúng ta gắng thức tỉnh hoài đầu đi. Chứ bước qua cái thành tị này là bắt đầu nó khởi liền. Nhưng mà trước mới vừa qua rồi, mới đây cái khổ vừa qua cũng như là cái chiến tranh của Ukraine với Nga thì đó là chỉ có hai nước thôi. Mà chiến này nó bùng lên một cái là cả một cái thế giới luôn. Vì vậy mà hôm nay Tư Hoàng mới xin chia sẻ với cô bác huynh đệ trong cái chu kỳ cùng cuối rồi chiều chiến chót rồi. Cô bác ơi mình gắng làm hiền, gắng lo tu đi. Cái chiến tranh chiến này đó nó ngồi một chỗ à. Như hồi trước á, thời cái đời nó chưa có tân tiến á. Ví dụ hai bên đó, đụng với nhau bắt quá chết nhưng mà một số ít nào thôi. Còn bây giờ nó ngồi một chỗ nó nhấn nút không à. Mà nó bay tới chỗ đó rồi là bình địa hết. Thành thử bởi Đức Thầy mới nói là khắp thế giới cửa nhà tan nát. Rồi cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu có nghĩa là không còn bao nhiêu người. Vì vậy mà hôm nay Tư Hoàng xin chia sẻ gì bên đây là bắt đầu là coi như bước qua thành tỷ. Mà bước qua thành tỷ là chiến tranh nó khởi liền, khởi thật sự. Đây là lời tiên tri của Đức Trang Trình mà không có sao được. Nhưng mà Đức Trang Trình ngày tiên tri 500 mấy năm nay nhưng mà không di không dịch. Mà chính hôm nay Thầy cũng chứng minh mà thẩm chiếu Phật Thầy Tây An Ngài cũng tiên tri rõ ràng. Năm Mẹo tháng Mẹo chưa buồn, năm Mẹo tháng Hợi lỵ tuôn dầm về. Vậy mà chưa mấy ủ ê Trung ương gồng lộn, gồng là ý ngài Phật Thầy Ngài muốn nói năm thình đó. Trung ương gồng lộn, ê hề thay thi thì coi như lời tiên tri của Đức Trạng Trình, của Thầy và của Phật Thầy cũng đều khẳng định là năm thành tỷ này. Không chạy đường nào cho khỏi. Vì vậy mà hôm nay trước khi chưa có chiến tranh, chưa có bùng thì Tư Hoàng xin chia sẻ chỗ này. Nếu đủ duyên
huynh đệ cô bác trong nước ngoài nước đủ duyên trong cái chu kỳ này, gắng gắng mình gắng thức tỉnh hoài đầu ăn năn. Ví dụ hồi đó giờ mình chưa có duyên với Phật pháp, bây giờ hôm nay mình gieo cái duyên, gieo cái duyên có nghĩa mình ăn năn, mình cải hối, mình hoài đầu hướng thiện, dầu cho ví dụ mình đã tu nhất kiếp ngộ nhất thời, mình hoài đầu hướng thiện như vậy đó, thì coi như là đã tới ngày giờ đó, có nghĩa mình không, cái tâm mình nó không còn ác, còn là cái tâm thiện, thì Đức Thầy mới nói cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sao tiêu diệt, thành thử cái người gian ác không còn. Vì vậy mà hôm nay vì có chỗ này mà Tư Hoàng mới xin chia sẻ cho, xin thưa cô bác nha, trung ương gồng lộn ê hề thay rồi mèo kêu riết tới ai bi đến gà về ổ dậu thì mình ăn. Như vậy thì từ đây đến cái năm dậu nghe, nó coi như là vô cùng ác liệt, lớp nào chiến tranh, rồi lớp nào dịch bệnh trở lại, rồi lớp nào sụp đất nè, rồi sóng thần nè, coi như là điêu linh nghiêng nữa đó, long trời lở đất đó, chứ không phải nói đơn giản gì, cái cơ tận diệt rồi, cái đời mạt pháp nó không còn, hạng quân nó đã hết đời rồi, thành thử phải cơ trời phải định phải xử. Ví như cũng như thầy dạy khai sáng đạo, thầy dạy đạo cứu đời, lãnh sứ mạng trời xuống đây á, ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 39, dạy hoài mà dạy không nghe thì tới ngày giờ thì phải chịu thôi. Biểu con tu, con không tu, biểu con làm hiền, con không làm hiền, và biểu con niệm Phật, con không niệm Phật thì tới ngày giờ phải chịu thôi. Mà những đứa con nào biết nghe, biết rằng mình cái duyên mới mẻ đây, mà hồi đó giờ mình chưa có cái duyên với Phật pháp thì thôi hôm nay mình phải gieo duyên. Không gieo duyên mà biết kiếp nào mình mới được gieo duyên. Vì vậy mà hôm nay mình dù mình không tu, mình cũng phải thức tỉnh, phải ăn năn gì đó, chịu chiến chót rồi đâu còn đò nữa mà để đợi, để chờ mình. Thật sự như vậy đó, Tư Hoàng xin chia sẻ, có nghĩa là Tư Hoàng nói bằng cái chân chất thật thà, nghe nói theo cái chánh pháp của cơ pháp của thầy, của tổ, để Tư Hoàng mới bày khai cho sự thật. Tư Hoàng cũng chưa đủ cái đức độ mà nói cơ, nhưng mà nhắc lại những lời vàng ngọc của thầy, hoặc của Đức Trạng Trình, hoặc của Đức Phật Thầy Tây An, là xác thực rõ ràng đó. Là bước qua cái thành tựu này là chưa không nổi đâu. Tại vì hồi đó giờ Trung Quốc ngoài biển Đông Trung Quốc hoặc các nước châu Á để là khiêu khích với nhau thôi nha. Tại vì cái cơ trời chưa định, mà định là ngay chân cái thành tựu đó là tới đây nè. Thành thử bước qua thành tựu này là bắt đầu là nó không có khiêu nó khích nữa đâu, mà bắt đầu nó quất với nhau là tan thành bình địa. Mà trong đó là thương, thương là thương hay thương cho tất cả cô bác huynh đệ nè. Đức Thầy nó khắp thế giới binh lương cụ túc á, quyết tranh giành quyền lợi, xé sâu nhau, thấy nhân sanh tuôn giọt máu đào, lòng bác ái động tình rơi nước mắt. Thấy chúng sanh tuôn giọt máu đào, khỏi sự chiến tranh là dân chết rồi, dân chết không biết bao nhiêu mà nói. Nội bây giờ mình điển hình ở bên đất nước Ukraine vừa rồi, giờ Nga quýnh đó, thì đất nước Ukraine coi, tan thành cả đất nước đó hết, mà người dân coi như là khổ trăm bề, chết không biết bao nhiêu. Vì vậy mà hôm nay Tư Hoàng muốn xin chia sẻ cái chỗ này, cô bác huynh đệ ơi, trong nước ngoài nước, gán em cái trận đồ cuối cùng này là coi như là cái đệ tam thế chiến này nó bùng lên cái là tối trời tối đất đó. Tại vì nó nhấn bằng tên lửa không, nó quýnh với nhau khi mà không tưởng tượng, mà trong đó thì coi như là ví dụ mà hai bên đụng với nhau quá chết không bao nhiêu, ví dụ ngoài biển Đông thì hai bên chết, mà vô tới rồi tới đây này, sắp tới đây mà sông biển Đông rồi tới cái vùng bảy núi Thất Sơn Màu Nhiệm này nè, rồi tới cái vùng bảy núi này nữa mà Đức Thầy cho biết đó nghe, là Tư Hoàng xin nhắc lại nghe. Đức Thầy nói là qua liền năm nước chặt đường á, chặt đường á, mà qua lộ dân giáo máu tràn thành sông, chứ không phải nói thường, máu con người ta đâu có nhiêu đó, mà chiến này máu tràn thành sông thì thử hỏi những người không tu lọt được không, vì cái cơ tận diệt rồi. Vì vậy mà hôm nay Tư Hoàng xin góp ý chia sẻ cho cô bác huynh đệ trong nước ngoài nước, là những cô bác huynh đệ chưa tu nghe, chứ còn có tu rồi thì Thầy đã chấm rồi, phi người tu tỉnh ít nhiều cũng hay, giàu tu ít cũng là hay rồi. Đây là chia sẻ với cô bác huynh đệ những người chưa có cái duyên tu với Phật pháp thôi. Vì vậy mà hôm nay Tư Hoàng để nói lên cái trận đồ sắp tới đây á. Rồi chưa? Vì cái trận đồ sắp tới đây là bước qua cái thình này nữa. Nói cái năm mẹo không mà Phật Thầy ngày còn nói tháng 10 là lỵ tuôn dầm về rồi, thành thử nó không vô cái dòng chiến tranh sao được. Nó trong cái năm mẹo đó mà Phật, lời của tiên tri của Đức Phật Thầy nói rõ ràng là năm mẹo tháng mẹo chưa buồn, năm mẹo tháng hợi lỵ tuôn dầm về. Chú lỵ là chết, nhưng mà chết là chiến tranh hoặc là ví dụ dịch bệnh trở lại, nhưng mà thật sự là chiến tranh nó bắt đầu nó khởi rồi. Lời của Đức Trạng Trình rõ ràng là, mà chính là Thầy cũng vậy, Đức Thầy nói là
đến trường rồng rắn ngựa dê đó, chúng sanh thế giới ê hề thay thiên nha. À, từ rồng rắn rồi ngựa dê là 4 năm này đó nha. À, 4 năm này là có nghĩa là 4 năm ác liệt, rồi nói về chiến tranh, à, ngựa dê. Rồi từ mà mùi tới thân dậu là tới chừng đó là coi như là phong thần tái thế rồi. Rồi tới chừng đó coi như là phép màu không, thiên tiên với địa tiên quýnh phép với nhau. Lúc đó mình ngồi bó tay, mình không còn gì nữa để nói. Nhưng mà nói từ 4 năm này nè, từ bắt đầu rồi cái năm mẹo này là tháng bừ là tới cái năm mùi. Mà nhất là cái năm mùi, ngày xưa Đức Thầy giáo đạo năm 39 là Thầy đã nói rồi. Thầy đã khẳng định rồi, khổ với thảm ngày nay có mấy sợ mai sao nhìn thấy bay hồn. Trừ tà gian còn thiện chỉ tồn cảnh sông núi máu xương tha thiết. Mà Thầy nói cái lúc đó là năm 39 đó, đó có nghĩa là Thầy nói là cái năm mùi đó là đúng là cái năm mùi tới đây là Thầy nói là bay hồn khiếp vía kể từ đây nhắn gửi cho ai dội trách Thầy trời hạ năm dế. Thầy nói rõ ràng trời hạ là mùa hè tháng 2. Mình đúng vào cái năm dế rồi là mình nhìn cái hồn mình sợ không còn. Lời Phật nói rồi đó. Sợ mai sao á, nhìn thấy bay hồn là có năm mùi đó. Thầy nói trời hạ năm dê chưa nữa nữa là rõ ràng chứng minh là mà cái thân cái mùi thân dậu này nè, thình tị ngọ mùi này nè nghe, sợ qua không nổi đâu. Vì chiến tranh chiến này cả một cái thế giới lận, khắp thế giới cửa nhà tan nát chứ không riêng đất nước nào. Rồi cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu, nếu nó hồi đó giờ ở gần gỗ thì đông, bây giờ thưa thưa mới có người thì coi như nó là phải vô cái dòng này rồi đó. Như lời của Đức Trạng Trình Tiên Tri rồi, cô bác huynh đệ ơi, trong nước ngoài nước mình ráng làm hiền, ráng lo tu để tới ngày Thánh Đức Thượng Quân hoặc là Long Hoa Hội có mặt mình, tới chừng đó mới là mình mới mừng được nha. Còn hiện bây giờ còn nằm trong cái khuôn khổ á, sắp tới đây đó là mình còn nằm trong cái khổ nữa. Tại vì sự xác thực rõ ràng thì coi như mà chứng minh thực tế, nếu không có chiến tranh thì Trung Quốc nó đâu gây hắn đâu chiếm nước này nước nọ, lấy chiếm chỗ này chiếm chỗ kia của các nước đâu. Nó gây hắn như vậy từ chỗ đó, nhưng mà con người có cái sức cái sự mà chịu đựng giới hạn, đừng cái dồn quá dồn vô cuối cùng quá thức nước dở bờ, mà nếu bùng lên rồi cái thì coi như là dân là chết không biết bao nhiêu. Thành thử cái chiến này phải nằm trong cái 10 phần hết 7 còn 3 nha, rồi hết 2 còn có 1 nữa mới ra Thái Bình. Như vậy thì mình xét rồi cái cơ trời định lực rồi, không chạy đường nào cho khỏi đâu. Mà bây giờ tất cả cô bác huynh đệ mình nếu muốn còn sống thì lúc này mình phải ăn năn, phải thức tỉnh, phải quay đầu hướng thiện. Thì mới còn có còn một cái con đường để mà dự được hội Long Hoa. Vì Đức Thầy khẳng định Long Hoa hội đó là xác thực là người hiền mới dự được. Long Hoa có mặt ấy là hiền nhớ. Mà người mình không làm hiền, mình không thức tỉnh, không ăn năn, không hoài đầu hướng thiện thì làm sao mình giữ được hội Long Hoa. Mà mình giữ được hội Long Hoa rồi thì được trời Phật ăn xá xả tội cho mình, qua lời Thánh Đức Thượng Quân để mình sống nói đời. Thì vậy mà hôm nay Tư Hoàng muốn xin chia sẻ với cái clip này, cô bác ơi, đò chiều chiến chốt rồi còn cái gì nữa, ráng đi. Nếu đủ duyên thì nghe Tư Hoàng để mà chia sẻ về cái clip này, để cho cô bác đủ duyên rồi. Bây giờ mình phải làm hiền, giờ không hiền cũng phải làm hiền. Không tu mình cũng phải tu. Như đò chiều chiến chốt rồi, thời kỳ cùng cuối rồi, còn cái gì nữa mà chần chờ lưỡng lự. Trong nước ngoài nước cũng vậy, cũng thấy vừa qua rồi thì xác thực đó, coi như hai cái nước Trung Đông ở ngoài đó, Israel gì đó, coi như là nó đang đánh với nhau rồi đó. Thì trong cái tháng 10 này á, trong cái tháng 10 này coi như là cô bác huynh đệ thấy rõ ràng đó. Là coi như là lời của Phật Thầy tiên tri đó, năm mẹo tháng mẹo chưa buồn, năm mẹo tháng hợi lỵ tuôn dầm về. Mà Thầy nói cả một cái thế giới, Phật Thầy nói cả thế giới chứ không riêng đất nước nào. Thì trước mắt bây giờ mình thấy là Israel là hai nước Trung Đông ngoại bắt đầu nó đánh rồi đó. Thì nó vô đúng vào cái khuôn tháng 10 này là bắt đầu là nó vô một cái dòng chiến tranh, có nghĩa đệ tam thế chiến bắt đầu vừa xong ở ngoại rồi đó, là tới châu Á. Vì Thầy nói rõ ràng là trời xây Âu Á bốn khoan. Hết Âu là tới Á, chứ không phải châu Âu ngoại không đâu. Thành tử hết Âu rồi bắt đầu là xong rồi là tới châu Á mình. Mà châu Á mình mà nó bùng lên một cái là Biển Đông đó nha. Là coi như là các nước trong đó là một là nước Nhật nè nha, rồi Trung Quốc nè, rồi là Bắc Triều Tiên nè, rồi bà rồi nước Đài Loan nè, rồi trong đó có Việt Nam mình. Trung Quốc nó không có từ ai đâu. Thành thử cho tới chừng mà châu Á mà nó bùng lên coi thì cũng không khác nào, cũng như là hai nước mà ở ngoài Trung Đông nó đang đánh với nhau đó. Vì vậy mà hôm nay Tư Hoàng muốn xin chia sẻ chỗ này nha. Mà xong cái Biển Đông rồi, xin thưa với cô bác nha, là tới cái vùng bảy núi rồi.
trong đất nước Việt Nam mà cái dùng thất sơn bầu nhiệm đó. Đây là lời của thầy, là tiên tri thầy đã cho biết để giờ mà thức tỉnh chúng sanh. Tư Hoàng chỉ nhắc lại thôi, tức thầy khẳng định rõ ràng đó, qua liền nắm nước chặt đường, không chạy đâu chỗ khỏi, mà qua lộ dân giáo là máu tràn thành sông á, rồi mới tới đổi nhật đổi nguyệt đổi phong đổi năm đổi tháng đổi trong ngày giờ, rồi đổi cha lại đổi nhà thờ đổi cồn đổi bãi mới đổi cờ Nam Bang. Trời xây Âu Á bốn phan nước tràn bờ cõi khó an thời kỳ, chuyển lưng bỏ bực biên thì ngửa nghiêng trời đất mới lập kỳ thượng quân. Chứ không phải lập đời tăng nhân thánh đức mà im lìm đâu, mà chúng sanh phải yêu linh nghiêng ngửa long trời lỡ đất á. Mà chính lời của ông ba ông nói rõ ràng trong cái kỳ này, cái chiến này đó, cô bác huynh đệ ơi, trong nước ngoài nước cũng vậy, thiếu phước đức sắc gan cũng chảy đó. Sắc, ông ba nói sắc gan còn chảy đó, chứ đừng có nói cái thân này. Vì vậy mà hôm nay Tư Hoàng xin chia sẻ cái chỗ này nè, có nghĩa là bắt đầu cái tháng 10 năm Mẹo này nè, nghe là nó khởi hoài tới cái năm Mùi, mà thậm chí tới Thân Dậu đó, khỉ kia cũng bị sáo xào canh khuya gà gáy máu đào mới ngưng, ngược qua nửa năm Dậu, năm Dậu mà nửa năm thầy mới nói là máu đào mới ngưng, là lúc đó mới ngưng chiến tranh. Là vì sao? Tại vì qua nửa năm Dậu đến rồi nó có năm Tức, là Đức Thầy cho biết là đời Thượng Cổ rồi, Tức hại vị niên giai tiền định hoàng lai Thượng Cổ mới bình yên. Đây là xác thực cái chánh pháp của thầy rồi, thành tựu từ đây tới đó nghe cô bác ơi, ráng lo tu, ráng làm hiền, ráng niệm Phật nha. Cái chuyện này mà mình không làm, mình không thực thi như vậy là thì không còn có đường sống. Vì mười phần hết bảy rồi, còn có ba hả? Và đây là nhiều cái dịch bệnh nó tới, nó bùng phát trở lại, ngày thầy trở về đó nghe, tới chừng đó thầy độ bệnh rồi thầy hất không, hất nước không đó, chứ còn đưa không kịp. Chứ không phải nó dứt cái cơn dịch bệnh này đâu, mà bây giờ coi như là thế giới giờ dịch bệnh nó đang mà bùng phát trở lại rồi đó. Vì vậy mà hôm nay Tư Hoàng xin chia sẻ cái chỗ này, xin thưa với cô bác huynh đệ trong nước ngoài nước, bây giờ chỉ lo tu đi, lo làm hiền, ví dụ là nếu đủ duyên thì mình ăn chay niệm Phật nữa, để chi mà mình tu cầu để mới trời hoặc tới chừng đó mới cứu mới độ mình được. Còn giờ này còn lo mà để mà tranh giành hoặc là lo danh lo lợi lo gì nữa giờ, nó sát mình đích rồi. Cái nào cái tháng 10 này là bắt đầu nó khởi chiến tranh, hiện bây giờ đang quýnh mãi rồi, và bước qua cái thành tỵ này còn khủng khiếp nữa, rồi tới thành tỵ rồi tới Ngọ Mùi nữa, thành thử ra là chịu không nổi đâu, mà không phải là riêng một nước đâu. Ông ba nói nước nào nước nấy đánh nhau tầm bậy đánh nhau, nó ngộ cái chỗ này nữa, rồi nó đánh, rồi cái vụ nước này nó phóng qua nước kia ảnh hưởng, nó phóng trở lại phóng giết là tối lửa tối trời. Mà trong đó nội có cái chiến tranh mình đâu có chạy đâu được đâu. Chỉ có tu với hiền mới trời Phật mới độ mới cứu mới sống được thôi, chứ không có trốn ở đâu cho khỏi chứ, không chạy đường nào. Bây giờ nếu mà nói trốn chiến tranh rồi, xin thưa để mà nói lời tiên tri của Phật của thầy, nó bây giờ tới Đại Hồng Thủy nè, Đức Phật thầy Tây An nói ngồi trên mỏ ông két có nước rửa tay. Rồi Đức Quỳnh Giáo Chủ thầy nói có nghĩa là cái dầu ở tổ đình mà ngập luôn tới cái đọt thì lúc đó mình chạy đâu. Chỉ chạy vô con đường hiền ha. Mình làm hiền, mình biết hoài đầu, mình biết ăn năn, mình biết thức tỉnh thì còn tương lai để mình sống được nói đời. Còn ngoài cái chỗ này ra, xin thưa với cô bác huynh đệ trong nước ngoài nước, không có trốn đâu, không có chạy đâu. Chỉ có chuyến này là cái người hiền, người tu mới còn thôi. Tại vì mà lọc lừa sang sảy mới chạy đường nào, mà cái cơ tận diệt của cơ trời đó định nữa. Chứ phải ở dưới này định mình không nói, nhưng mà đây là cái ông tối thượng, ông định đã định cái tuần hát này rồi. Vì cái màn cuối, cái màn ba, cái đời mạt pháp này đó, nội cái giống không mà nó còn lộn rồi, thấy không? Cái giống lạc hồng thượng cổ mà cái giống này nó lạc, nó lộn rồi, anh muốn mất cái giống luôn á. Nhưng mà chẳng qua lòng từ bi của Phật, của Thầy đã lãnh sứ mạng trời thị hiện xuống đây để dạy lại, nha. Dạy lại cho những đứa con biết làm hiền, biết lo tu, biết ăn năn, biết thức tỉnh. Cái chiến tranh mà nó bùng lên cái chiến này đó là thôi đừng có nói, nó nội như bây giờ hai nước Israel gì đó giờ đang đánh nhau, nó phóng tên lửa lên cũng như pháo bông vậy đó, rồi hỏi đường nào mà mình trốn đâu, mình chạy đường nào cho khỏi đây. Vì vậy mà hôm nay nói là nói về ở Trung Đông nha, chưa rồi bắt đầu nó trở vô cái châu Á nha, nó trở về châu Á, chạy đường nào như Đức Thầy đã khẳng định rồi, trời xây Âu Á bốn phương, hết Âu là tới Á à. Mà tới Á, Biển Đông nó bùng lên một cái, rồi xong ngoài Biển Đông bắt đầu vô tới cái vùng Thất Sơn màu nhiệm à, là kết thúc á. Tại vì tới Thất Sơn là bắt đầu nó bùng lên cái nữa là xong phim, và tới chừng đó còn có một phần đó. Thì thôi thì vì vậy mà hôm nay Tư Hoàng xin chia sẻ cái chỗ này cho cô bác huynh đệ trong nước ngoài nước,
mình gán trong chuyến đò chót thời kỳ cùng cuối đây. Nhưng mà Tư Hoàng dám khẳng định đó, còn kịp là vì sao? Là lời của thầy khẳng định rồi, đây là cái lời của thầy, Tư Hoàng xin nhắc lại nha. Tư Hoàng đã nhắc lại những lời Hoàng Ngọc của thầy. Đức thầy nói đến chừng sấm nổ giang thinh e ba tánh ăn năn đã muộn, thì tới chừng đó mới muộn. Còn giờ núi chưa nổ thì mình còn ngày giờ nào mình còn ăn năn, mình còn thức tỉnh còn kịp nghe cô bác. Chứ để chừng núi cấm mà nổ cái hì rồi được, tới chừng đó ăn củ sắn á, chứ đừng nói củ năn, củ sắn cũng không kịp nữa. Nhưng mà thật sự luôn á, vì vậy mà hôm nay Tư Hoàng xin chia sẻ với cô bác huynh đệ trong chuyến đò chót trời thời kỳ cùng cuối đò chiều này nghe. Rồi đây nè, ở ngoài hai nước mà nó quýnh là ở ngoài Trung Đông đó. Rồi Trung Đông rồi tới Biển Đông, Biển Đông rồi tới vô cái vùng Thất Sơn Màu Nhiệm, cái vùng bảy núi của đất nước Việt Nam là nó mới kết thúc. Đó thì mới vô cái gúng là nó kết thúc luôn á. Nhưng mà vô cái gúng rồi không phải nói đơn giản đâu. Nói có giai đoạn đầu không mà Đức Thầy cho biết là qua liền năm nước á, chung hay một nước đó, chật đường luôn. Rồi qua lộ dân giáo máu tràn thành sông. Mà con lộ dân giáo hiện bây giờ mình đã biết rồi, từ nhà bạn Tịnh Viên thẳng về núi Cấm là con lộ dân giáo đó. Mà ông Ba Thới ông cho biết qua lộ dân giáo, giáo dân thay phơi ngọn cỏ nữa. Vô căn Phật trời là người không có duyên với Phật, phải chết chỗ này. Vì vậy mà hôm nay thành thử ra Tư Hoàng mới xin chia sẻ với cô bác huynh đệ để mình gieo cái duyên nha. Chứ không có duyên là chết chỗ đó đó. Thay nằm bằng non đó, cái thời kỳ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở bên Trung Ấn Độ cũng có một đống xương. Mà qua cái chu kỳ Hạ Nguyên Mạt Pháp này mà chính cũng thầy cũng nói cũng có một đống xương thay nằm bằng non, non là núi. Thành thử ra nó khủng khiếp lắm. Như vậy mà hôm nay cái cơ trời đã định rồi cô bác ơi, cái cơ tận diệt rồi. Không chạy đường nào cho khỏi đâu, đây là lực trời đây. Không xử sao được. Dạy hoài nói hoài không nghe tới ngày giờ xử chứ. Chứ đừng nói không xử, xử những kẻ hung hăng tồi tệ. À, chứ không phải đừng nói không xử, xử phân những đứa vô nghị mới là khỏa lấp với tiền ngọc son, chứ không nói cơ trời định là phải xử thôi. Mà xử chiếc này là không còn, còn có một phần đó, mười phần hết chín rồi đó nghe. Xin thưa cô bác, nếu trong đó mình dòm kỹ lại coi, mình dòm coi một phần đó có mình không. Nếu không có mình gán nha, gán làm hiền, gán lo tu, gán niệm Phật. Ai ăn nấy nó không ăn đói chịu. Rồi chiều chiến chót chẳng qua Tư Hoàng vì cái tình thương của nhân loại, vì cái tình coi như là một dòng một giống gì chỗ này, buộc lòng Tư Hoàng mới xin chia sẻ. Chứ thật sự ra nó giờ này mình lo niệm Phật mà có chừng không kịp nữa, chứ không đợi gì phải nói đâu. Nhưng mà đây là vì cái tình thương nhân loại, vì chỗ này mà Tư Hoàng mới xin chia sẻ để mà với cô bác cũng như là hâm nóng nhắc nhở lại. Cái chu kỳ nó đã tới rồi, chiến tranh nó sẽ sắp bùng rồi. Nó vô cái tháng 10 nội này, nó bước vào cái tháng 10 Phật Thầy Ngài nói rồi. Nó mẹo tháng mẹo chưa buồn, nó mẹo tháng nội lý tu nhầm vậy. Thì vừa qua rồi thì thằng Israel đó rồi, bên Trung Đông hai nước đó, đánh nhau rồi đó. Mà thấy ông tên lửa nó phóng lên cũng như là pháo bông như vậy đó. Hỏi làm sao mà dân chúng nào mà còn sống nổi cô bác huynh đệ. Không đường nào nữa. Rồi đây là tới Biển Đông nó cũng bùng lên cái nữa đó. Nó bùng lên không biết là mấy nước á. Rồi nó quýnh kêu coi như là không còn nữa, tan cành bình địa đó. Nội có một cái này, rồi nó tràn vô sông ngoài Biển Đông, mà ông ba nói sông ngoài Biển Đông nó vô tới Việt Nam liền. Không chạy đường nào cho khỏi. Vì cái bài lỵ Tam Châu thầy cũng khẳng định nè. Tam Châu hữu ngạn lỵ nhỏ xa, thập bát chư ban động can qua, dương gian mảnh thú trừ tàn ác, lê thứ hậu lai khổ thiết tha, tần ban hậu hận tiêu du động, nam quốc lương dân kiến linh xa, hồn qua đô hội lưu gian quyết, dư đảng dọc ngang cấp ba ha. Tư Hoàng xin trở lại cái gian đoạn đầu của bài lỵ Tam Châu nha. Tam Châu hữu ngạn lỵ nhỏ xa là Đức Thầy nói ba cái châu nhỏ là ba cái tỉnh này nè, là Long Xuyên, Châu Đốc, Hà Tiên. Là ba cái tỉnh này là Tam Châu hữu ngạn lỵ nhỏ xa, thập bát chư ban động can qua. Thập là 10, bát là 8, là 18 nước. Nó vô cái vùng bảy núi này nó tranh bá đồ dương nè. 18 nước nó vô ngay chân cái vùng Thất Sơn này chứ không vô đâu á. Rồi dương gian mảnh thú trừ tàn ác, lê thứ hậu lai khổ thiết tha. Lê thứ là mình nè, hậu là sau này là cái đời của mình là khổ thiết tha đó. Rồi tần ban hậu hận tiêu vô động, tần là miên, ban là nước, nước miên. Mà chính lời Phật Thầy Tây An Ngài cũng tiên tri cho mình biết rồi. Mà chính là sấm kinh, sấm giảng của Đức Thầy cũng vậy. Nó Đức Thầy nói mai sao nhiều cuộc đất cài nha. Đua nhau mà chạy lầu đài cũng xa. Lập rồi cái hội Long Hoa đặng coi hiền đức được là bao nhiêu. Thì trở lại cái mệnh đề mà Thầy nói mai sao nhiều cuộc đất cài hồi đó đó.
ông Bảy mới hỏi thầy, nó bạch thầy đất là gì. Đất thầy nói đất là thổ, thổ là miên, ý thầy muốn nói là nhiều cuộc đó. Mà vừa qua rồi mới có trận ba chút, có chút xíu thôi đó. Đó. Mình nhắm mình chờ mình ở lại được không? Trận có chút xíu rồi, già cũng giết, nhỏ cũng xé hai, con nít thì xé hai, giết đủ kiểu, giết sạch đó. Vì vậy mà cái vật tầng này cũng khủng khiếp lắm cô bác huynh đệ ơi. Hậu là sau này nó hận mình, không biết làm sao trong cái thời của ông cha mình không biết nha. Nhưng mà sự thật ra nó hận mình, chỉ nghe, chỉ đồn, chỉ nói, ví dụ à đất này của nó gì đó, ví dụ vậy. Chứ thật sự mình không biết, nhưng mà thật sự nó không phải có vậy đó. Rồi đây này nghe, rồi nó tới nữa nè, nó tới 18 nước, nó tranh bá đồ dương đó. Thầy nói rõ ràng trong cái bài lô tô này, cũ y nhiên tình riêng tham báo, đổ máu tuôn rơi, khùng mới nói chơi chưa ban hằng phục, anh nói hò phan. Lời của Phật thầy lãnh sứ mạng trời, tiên tri để thức tỉnh chúng sanh tu, không thể nào mà di dịch được. Ông Phật ông nói là làm, ông đâu có nói dốc đâu, Phật không có nói dốc. Để bài khai để cho chúng sanh mình nghe được như vậy, để mình thức tỉnh, mình tu hiền, mới còn mặt mai mới còn được sống sót nơi đời. Chứ cái cơ này là cái cơ tận diệt, thành thử làm sao còn được. Mà cô bác huynh đệ bây giờ không tu, không hiền, không biết niệm Phật, rồi không gì hết, tới ngày giờ đó thì phải chịu thôi. Không có chạy đâu cho khỏi, không chạy đường nào chứ. Vì vậy mà hôm nay Tư Hoàng xin chia sẻ thật tình như vậy đó. Đủ chưa? Hả? Đạo Phật thì vừa qua hiện đệ mới đưa lên một cái ý đề, chừng nào thì trở lại. Thì Tư Hoàng cũng xin trình bày chỗ này để nhắc lại những cái lời của thầy thôi, nghe theo cái sự hiểu biết của mình. Nhiều khi trong đó nó có chinh và chạch. Thì coi như đức trước khi đó đức thầy ra đi, đức thầy có hẹn lại ba cái lý. Một là đức thầy nói ít nay thầy chịu lệnh về Tây tạm ngưng đạo đức ít ngày thầy qua. Cái thứ hai nữa đó là đức thầy nói ít lâu ta cũng trở về. Còn cái thứ ba nữa đó là đức thầy nói chừng nào thầy trở lại gia trung thì trong bổn đạo bóng tùng phủ tre. Thì thôi hôm nay Tư Hoàng xin chia sẻ gì hiền đệ hỏi chừng nào thầy trở về. Hôm nay Tư Hoàng xin chia sẻ chỗ này nha, Tư Hoàng chỉ nhắc lại thôi. Thì cái thứ nhất á, đức thầy nói rõ ràng lời của thầy Tư Hoàng nhắc nha, để cho cô bác huynh đệ hoặc đồng đạo để mà tra cứu nghiên cứu chỗ này thêm. Đức thầy nói Bắc Nam chờ đợi cuối thành, mà Bắc Nam mà có nghĩa là đức thầy muốn nói Bắc với Nam á, chờ đợi mà chờ ai, rồi cuối thành là cuối cái thành là đầu cái tỷ, dĩ nhiên nó phải vậy rồi, cuối thành là đầu cái tỷ. Rồi câu sau nữa đức thầy mới nói sẽ lo vận chuyển thân hình xác ta. Ở đây là thầy đưa cái mốc này lên là có ngày, cái ngày thầy trở lại đó. Khẳng định thôi. Rõ ràng cái lời này là cái lời để thầy hé lộ cho mình biết là cái ngày thầy trở về. Thì Thư Hoàng cũng khẳng định theo cái lý này đó, thì rõ ràng là đức thầy nói Bắc Nam chờ đợi cuối thình mà chờ đợi. Mà chờ đợi cái gì? Chờ ai? Câu sau đức thầy mới nói là sẽ lo vận chuyển. Mà thân hình xác ta là xác của thầy. Vì chỗ này mà thành thử hết thành rồi tới tỷ là thầy trở về 100%. Bảo đảm luôn theo cái sự hiểu biết của Tư Hoàng. Thì cũng nhờ Tư Hoàng để đưa lên cái ý này để hỏi coi chừng nào thầy trở lại. Tư Hoàng chỉ nhắc lại thôi. Để cho cô bác huynh đệ đồng đạo để chia sẻ thêm nha. Để mà mình mà... tra cứu thêm coi nó đúng là cái lời sự thật là nó phải như vậy không. Chứ theo như Tư Hoàng thì khẳng định là bắt đầu cuối thịnh là đầu cuối tỷ là thầy trở về. Mà thầy trở về là ba lần nữa. Lần thứ nhất, thứ nhì, thứ ba lần này. Chứ không phải lần thứ nhất thầy trở về đây là để làm chi nha. Để độ cứu tín đồ. Thầy mới 7 ngày thầy mới đi nữa. Đi một lần nữa để cho tín đồ trả quả nha. Tại vì đây là lực trời, nhân là phải quả thôi, không chạy đường nào, không thể nào cứu được cái lực nhân quả. Vì vậy mà hôm nay thầy cũng phải vắng mặt nữa. Rồi lần thứ ba thầy mới trở về, thầy thâu phục ông Năm Chèo đó là sáu thần đó. Là tới chừng đó trong cái bài lô tô thầy mới nói đó, tại sao mà là cũ y nhiên tình riêng tham báo, đổ máu tuôn rơi khùng mới nói chơi chưa ban hàng phục. Thầy nói chơi có tiếng là 18 nước đầu hàng. Tại vì thầy là có sứ mạng trời nghe, đức thầy khẳng định luôn á. Thầy nói một tay tá quốc an bang nước nhà dựng đặt Nam Đàn hiển dinh, một tay là một mình thầy, tá quốc là vì nước, an bang là vì nước. Vì vậy mà hôm nay thầy vì nước, lãnh sứ mạng trời, thầy vì nước để mà là giữ gìn cái đất nước Việt Nam, để mà là để dựng lên cái đời tân dân thánh đức và khai mở Long Hoa Hội.
Vì vậy mà thầy có cái sứ mạng năm sắc lệnh tối thượng á. Vì vậy mà hôm nay Tiêu Hoàng xin hé chỗ này là thật tình là như vậy đó. Vì biết sao? Tại vì ông Năm Chèo đó, ông là xấu thần. Mà Đức Thầy cho biết á, hồi đó ông chủ cô hỏi thầy đó, thầy mới nói bỏ bom chừng nào á, ông lớn hung nấy đó, ta có thần thông ngũ thông đâu có chết được. Mà tại sao mà không mới nói chơi chưa ban hàng phục tới giờ đó mà thầy thâu lại ông Năm Chèo thành con lăng mã đó. Thầy mới cởi lên, thầy lạng cho mà 2-3 vòng trên mặt nước đó, thầy mới hỏi các nước đó. Bây giờ cái lợi cứ vỗ đầu cái ông Năm Chèo là con nghiệt thú đó, mà nó cúi đầu xuống thầy dưng xá đầu hàng nè. Thành thử đâu có nước nào dám lợi, 18 nước còn bó tay với ông Năm Chèo, đâu có ai dám lợi từ chỗ đó mà khùng mới nói chơi chư ban hàng phục. Anh hối hò phan, thật sự là như vậy. Đây là lời nói, đây là lời của khẳng định của thầy Tiêu Hoàng nhắc lại nha. Vì vậy mà hôm nay thôi thì đến đây Tiêu Hoàng cũng xin chia sẻ với cô bác huynh đệ trong nước và ngoài nước. Gán thời kỳ cùng cuối đò chiều chiến chốt, chiến tranh bây giờ nó đang bùng nổ lên rồi cô bác ơi. Gán lo tu, gán làm hiền, gán niệm Phật, gán ăn chay. Trước khi sức lợi, dứt lời thì cô là Tư Hoàng cũng có đôi lời là kính gửi cho cô bác huynh đệ thân tâm thường an lạc mơ với hai đứa mới một sớm mau hoài đầu thức tỉnh năng năng cải hối. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.